Nó bị bệnh điên à, nó phải xịt mày thôi. Mày hát gì vậy em? Cái bài này hot trên xã hội. Mà cái thật của nó bị sắp rẻ. Nghe gì đây vậy? Mày khùng quá mày, mày để yên tao làm không? Thôi tao dứt mày hết giờ. Thank you.